ạ. Xong anh tóc xấu. Em có sinh năm chị. Dương ngon à? Thấy chưa? Chị quý tài lắm, chuyện biết để cho. Bọn em thì sáng sớm thì dậy theo giờ quân đội ạ. Sáng dậy các chú thông báo dậy ăn cơm. Xong rồi ăn xong thì bọn em lại chơi rồi đến giờ ăn cơm trưa, rồi chiều bọn em ra tập thể dục. Ra tập thể dục xong rồi bọn em lại đến giờ ăn cơm thì bọn em lại về ăn cơm. Xong rồi tối thì 9 giờ các chú có thông báo là mắc màn rồi tắt điện đi ngủ ấy ạ. Thì đúng là bọn em kiểu được sinh hoạt điều độ. Mọi người kiểu sức khỏe mọi người ở đây cũng đều tăng cân lên. Và nói chung là bọn em thấy điều đấy rất là đúng, thoải mái, mọi thứ rất là thoải mái. Rồi các chú bộ đội rất là quan tâm bọn em, rồi cũng trêu bọn em, rồi sinh hoạt quân dân rất là gần gũi ấy. Vì khi bọn em từ vùng dịch về, lúc mà em ở sân bay ấy, thì kiểu cảm giác như mọi người rất là xa lánh, vì sợ bọn em chả cần biết bọn em ở vùng nào bên Hàn, nhưng cũng cảm giác xa lánh. Nhưng mà các chú về đây ấy, các chú rất là thân thiện. Bọn cháu muốn cảm ơn các chú rất nhiều ạ, tại vì bọn cháu vào đây cảm thấy được yêu thương ấy ạ, và cảm thấy rất là an toàn khi mà ở trong này ạ, và được ấm áp khi mà được nhà nước quan tâm ấy ạ. Cháu yêu các chú bộ đội ạ. Đây em không đứng rồi. Chúc mừng nhá. Đấy, xong đổi sau lên cái 14 ngày. Và Kim ơi. Tay cầm tay.